Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sinano. Hãy nhìn xem các bạn khủng long Sino Tyrannus, một cái bạn khủng long trong dòng Tyrannosaurus nha các bạn. Rất là đẹp và rất là xịn ở đây luôn. Và lần này nó là cái phiên bản của Dino Tracker như những cái video review mà mình đã giới thiệu ở trước. Thì bây giờ mình sẽ review các bạn này nha, cho các bạn cùng xem nha. Rồi, cái phiên bản Sino Tyrannus này nó sẽ trông như thế nào đây? Thao tác chơi cũng như cách chơi nó sẽ như thế nào? Rồi, để biết được thông tin của bạn này như mọi khi thì chúng ta vẫn phải có cái app Jurassic World phát nha. Rồi, cái thứ hai nữa là cái thông tin của các bạn Tyrannus sẽ chơi thế này và đeo một cái thiết bị tracker như thế này. Ngoài ra, ở cái phiên bản này còn có một bạn khác là Stegosaurus nữa nha các bạn. Rồi, mình sẽ cắt cái dây này ra và review cho các bạn xem. Và đây chính là các bạn Sino Tyrannus. Rất là đẹp và rất là chất lượng từ Dino Tracker luôn nha các bạn. Và các bạn nhìn xem đó, 360 độ của Sino Tyrannus nha các bạn. Rất là đẹp luôn, với một chiếc màu khá là lớn ở trên đầu như thế này. Và có thêm những cái nét rằn ri màu đỏ rất là đẹp. Và cái đôi mắt cũng cực kỳ dữ tợn với cái bộ ngàm nó đang chìa ra ngoài, bao cả cái hàm dưới luôn nha các bạn. Rất là đẹp nha. Và phần cổ có thể di chuyển một cách rất là chuyên nghiệp và điêu luyện. Có thêm những cái dãy gai dài dọc từ trên phần cổ nè, đó, cho tới phần lưng nha các bạn. Đó, tay của bạn này sẽ có 3 móng vuốt như thế này. Thao tác chơi đó bạn, rất là chuyên nghiệp và điêu luyện nha. Và bàn chân của bạn ấy thì có một cái lớp lông vũ ở đây, mình có thể thấy được rồi nha. Đó, lớp lông vũ nha các bạn. Chân sẽ có 3 ngón như thế này. Rồi, rất là cơ bắp luôn. Trên lưng sẽ có 2 cái nút ấn nha các bạn, một nút bên trái, một nút bên phải. Và phần đuôi sẽ có 3 cái đốt khớp khác nhau, cụ thể là cái phần đốt lớn nè, sau đó cái đốt nhỏ nha. Đó, và có cái màu đỏ rất là đẹp như thế này, phần lông vũ chảy dài cỡ đuôi luôn. Ok, đó, đây là mở quét của Sino Tyrannus. Các bạn có thể sử dụng app Jurassic World Park để quét nha, rất là đẹp. Rồi, ok, phiên bản này thì mình sẽ thao tác như thế nào đây? Nhưng mà mình trước khi thao tác á, thì mình phải có thêm một cái tracker cho bạn này đeo vào nha. Đây là cái tracker của Sino Tyrannus này các bạn. Hãy nhìn xem, ở phần đầu nó sẽ có một cái lỗ rất là lớn, và phần dưới nó sẽ bao bọc cái cổ lại nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Có một cái dây gài ở phía dưới như thế này. Đó, và trên đầu nó tracker này nó sẽ có 4 cái thiết bị để theo dõi nha. Rất là đẹp và rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ đeo vào cho Sino Tyrannus nha các bạn. Đây, như thế này nha. Đó, che hai con mắt của nó lại nha các bạn. Đó, cái tai mình sẽ cho hướng lên một chút xíu. Rồi, đó. Rồi sau đó cái phần cổ mình sẽ gài cái dây này lại nha các bạn. Hơi cứng nha. Ok, nhưng mà đã vào rồi các bạn. Xem nè. Rồi, cho một vòng cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Đó, kiểu dáng rất là ngầu. Cái dòng đây là tracker, nó có thêm cái tracker nhìn ngầu hẳn ra các bạn ơi. Rồi, đó. Rồi, thao tác chơi của Sino Tyrannus sẽ như thế nào đây? Mình sẽ ấn hai cái nút ở trên cái lưng của nó nha các bạn. Cái nút bên trái đầu tiên nha. Rồi, rồi. Phiên bản này không có âm thanh các bạn ơi. Nếu có âm thanh thì chất lượng hơn ha. Rồi, nhưng mà cái cổ mình siết hơi chặt hay sao đó. Cái cổ nó không có xoay qua đây được nè. Đấy nè, nó phải xoay qua tới đây luôn nha các bạn. Thì mình ấn thử coi. Sao nó kẹt vậy ta? Có gì đó sai sai không vậy? Cứu tôi, hay là mình siết ở đây chặt quá ta. Chặt quá bạn ơi. Mình nghĩ là vậy nha. Nhưng mà tracker này nó khá là lớn các bạn. Mình gỡ ra. À, nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Do lúc nãy mình siết cái vòng ở dưới cổ đó các bạn, nó khá là chặt nha. Cho nên là cái cổ của bạn ấy sẽ di chuyển không có được linh hoạt cho lắm. Thì mình phải gỡ cái dây này ra chút xíu. Và chỉ để cái tracker bình thường như thế này thôi. Sau đó mình sẽ ấn nha, ấn vào cái nút bên trái như thế này. Rồi, đó là phần tracker nha các bạn và cái phần cổ nha. Còn cái nút còn lại bên phải như thế này thì thao tác này cũng rất là đơn giản, nó sẽ xoay đuôi nha các bạn. Đó. Đó. Ngoài việc tấn công con mồi bằng cách gọi là sử dụng cái miệng cực kỳ lớn này với cái bộ ngạm sắc nhọn này để kết thúc con mồi, nó còn có thể sử dụng cái đuôi để có thể đánh vào con mồi nữa. Rồi, mình sẽ gửi tracker cho các bạn xem. Và thao tác của Sino Tyrannus sẽ như thế này. Rồi. Rah! Rah!
Rồi. Đó các bạn, thì thay vì mình phải sử dụng cái cầm lên như thế này để mình quẩy quẩy cái đuôi nha, thì mình đã có một cái nút ấn bên đây rồi, thì thao tác nó sẽ tuyển chuyển và linh hoạt hơn. Đó, đó là lý do vì sao thì Sino Tyrannus lại là một cái con khủng long của dòng Dino Tracker rất là được yêu thích nha các bạn. Ok, vậy là cái phiên bản Sino Tyrannus này đã được mình review thành công nha. Các bạn có thể thích cái phiên bản khác của cái dòng Sino Tyrannus này, hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Còn đây là cái phiên bản Tracker, nó rất là đẹp và rất là chất lượng từ Jurassic World Mattel, phiên bản mới 2023 nha các bạn. Rồi, bạn nào có nhu cầu sở hữu cũng hãy liên hệ với mình nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những bạn khủng long mới và chất lượng hơn nữa từ Sino nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại.